gà. Hừ. Thường quên giờ này. Làm cái gì mà trong giờ học mà cắm mặt vô điện thoại vậy? Em chơi game đúng không? Không có. Em đang coi bài của thầy mà. Không có được sử dụng điện thoại trong giờ học. Liệu hồn em đó. Báo phụ huynh em giờ. Rồi coi giải bài trên bảng đi. Tôi qua thầy ba tôi lấy đồ. Báo suốt ngày báo. Sợ quá. Chết rồi. Giờ sao? Alo ạ. Rồi chừng nào mày trả tiền tao? Mày có chơi mà không có trả hả? Dạ. À, anh Thư thả cho em vài bữa nha. Nha, vài bữa thôi, em trả anh hết liền luôn á. Mày cứ liệu hồn đó. Dạ. Chào thầy. Mời thầy vô. Dạ. À, sao hôm nay thầy tới đây vậy thầy? Dạ, tại mấy bữa nay Thương nghỉ học á, cho nên là em xuống coi có vấn đề gì không. Thương có bị gì không? Dạ, Thương bị bệnh rồi thầy. Hôm nay không biết làm sao mà nó cứ nói chuyện một mình, rồi la hét sùm. Em làm gì? Thương bị sao vậy? Tôi cũng không biết nữa. Mà hôm nay nó cứ vậy hoài luôn á. Tôi sợ lắm luôn à. Sao anh không đưa em nó đi bệnh viện? Đi bệnh viện thì tốn tiền lắm. Với lại hôm nay á, bên từ thiện người ta cũng có cho. Mà nó không chịu đi. Rồi tôi cũng sợ rằng đưa vô cổng á, lỡ người ta khám ra bệnh, nó điên thiệt người ta nhốt luôn. Tôi chỉ mong là vài bữa nữa tôi nhờ thầy trục chăm nó. Thôi anh, đâu có làm vậy được. Thương bị bệnh thì phải đưa em nó đi bệnh viện. Còn mà không có tiền nữa thì thôi, để tôi hỗ trợ cho. Nhưng mà thầy... Thư, đi bệnh viện với thầy đi. Đi con, có thầy, không sao. Em là đi săn bớt, đi lấy mà nè. Con, mẹ, con, đi với thầy đi, có thầy mà, không sao đâu, đi con. Không mẹ. Đi con. Không. Anh chờ tôi xíu, để tôi nghĩ cách đưa em nó đi bệnh viện. Dạ, nhờ thầy giúp đỡ. Không đi đâu, không đi. Đi lấy máu. Cô cơ, ta là Quá Nhi đây. Chúng ta đi lấy mana nào cô cơ. Quá Nhi. Đúng vậy. Đi lấy mana. Đúng vậy. Đấy. Nhưng mà cô chờ Quá Nhi xin cái khăn choàng của cô được không nè? Hả? Rồi quá tuyệt vời luôn. Cô ơi. Đi lấy mana thôi. Đi lấy mana thì lấy mana. Đúng vậy, mình lấy mana thôi. Được rồi. Gan nướng chim bay hết nổi rồi. Gan nướng. Biết rồi. Bên kia có quán nước kìa. Để thầy qua thầy mua nước cho. Đứng đây chờ thầy xíu nha. Gan nướng. Dạ, con cảm ơn. Đâu mất tiêu nữa rồi. Hương đi chơi thuyền trong thao cầm viên, chim kêu hót mừng.
cuối cùng cũng cắt được cái đuôi. Tính ra giả điên giả khùng cũng lợi thiệt chứ, vừa được ở nhà chơi game, vừa khỏi phải đi học. Alo. Tao đang ở nhà mày, tao qua lấy tiền bố mày mượn. Em trả nha anh. Từ từ em trả. Anh Thư thả cho em thêm được không? Không có tiền thì tao sẽ xử lý ba mày, giết đồ nhà mày đó. Đừng. Em về liền. Đừng manh động nha, em về liền. Rồi có trả tiền không? Cậu ơi, cậu bình tĩnh cậu ơi. Ông Nghiêm, còn mày không có tiền trả, bảo lấy giấy tờ nhà ra đây, nhanh. Không, tôi không đưa cho ông đâu. Thì được lắm, mày mà không trả nhá, tao cho hai bố con nhà mày xanh cỏ. Đừng cậu ơi, cậu với con, nó cần gì đưa nó đi. Sao? Sao? Được rồi, tôi sẽ đưa giấy tờ nhà cho ông. Nhưng mà tôi để ở trong nhà, tôi dẫn ông vô lấy. Thế thì có phải nhanh không? Hai bố con nhà mày làm tao mất thời gian quá. Vào lấy. Từ từ. Giấy tờ này đâu? Tôi để trong này. Anh đứng đây anh đợi đi, tôi vô tôi lấy. Đi lên. Thả xuống tao. Mày dám khống chế ba tao, rồi còn đòi giết tao nữa. Được rồi, thầy báo công an rồi. Còn em nữa, thấy được cái hậu quả của việc lậm game của em chưa? Bản thân thì chơi mấy cái game hút máu, xong rồi dây tiền người này người kia, liên lụy ba em luôn rồi đó. Em biết lỗi rồi thầy. Em xin lỗi thầy. Con xin lỗi ba. Được rồi, mai mốt không có được chơi game, cố gắng mà học hành nha con. Dạ. Mà thầy, sao thầy biết là ba với em gặp nạn mà thầy tới vậy? Tôi là thầy giáo mà, cái gì mà tôi không biết. Thôi, anh với Thương canh cái tên này, chờ công an xuống làm việc nha. Dạ. Em còn có việc trên trường. Dạ, cảm ơn thầy nhiều lắm luôn. Cảm ơn thầy. Nhớ mai đi học đó. Dạ. Dạ, em về nè.